Trước diễn biến phức tạp của cơn bão số 3 đang di chuyển nhanh về hướng vịnh Bắc Bộ, huyện Cô Tô, tỉnh Quảng Ninh đã triển khai các phương án chủ động ứng phó với bão, không chủ quan lơ là, chuẩn bị sẵn sàng theo phương châm 4 tại chỗ để không bị động bất ngờ. Huyện Cô Tô dự báo có thể chịu ảnh hưởng trực tiếp của cơn bão số 3. Trước tình hình đó, huyện đã sẵn sàng phương án lực lượng, phương tiện cứu hộ, cứu nạn để ứng phó. Đồn biên phòng Cô Tô đã triển khai các tổ công tác làm nhiệm vụ thông báo cho các chủ tàu thuyền, phương tiện đang hoạt động trên biển, trong âu cảng khẩn trương di chuyển tới nơi tránh trú an toàn. Đồng thời phối hợp theo dõi, kiểm đếm và quản lý số tàu thuyền đang hoạt động, giữ vững thông tin liên lạc để xử lý kịp thời các tình huống xảy ra. Các cơ quan, đơn vị, khu dân cư chủ động trăng chống nhà cửa, kho tàng, quản lý bảo vệ vật nuôi, cây trồng, bổ sung điều chỉnh kịp thời các phương án ứng phó với bão, thường xuyên cập nhật tình hình diễn biến của bão, phối hợp chặt chẽ với chủ phương tiện, lồng bè, thuyền trưởng, tiến hành kiểm đếm, thông báo cho các loại phương tiện, nhất là tàu cá vươn khơi, biết vị trí hướng di chuyển của bão để chủ động di chuyển, phòng tránh. Tổ chức tuyên truyền vận động, giúp ngư dân đưa các phương tiện lên bờ an toàn. Tối 5 tháng 9, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng Nguyễn Văn Tùng đã có cuộc họp khẩn về công tác phòng chống cơn bão số 3 với lãnh đạo các sở, ngành, quận, huyện. Tại cuộc họp, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng đã yêu cầu các đơn vị chủ động phương án đưa người ra khỏi khu chung cư cũ đến ở tại các trường học do địa phương bố trí. Việc di dân sẽ triển khai từ trưa 6 tháng 9. Các trường học được trưng dụng để phòng chống bão. Thứ Bảy, toàn bộ học sinh được nghỉ học. Dự kiến trưa nay 6 tháng 9, thành phố Hải Phòng sẽ cấm biển. Tính đến 14 giờ 30 ngày 5 tháng 9, các địa bàn xung yếu gồm huyện Bạch Long Vĩ, Cát Hải, quận Đồ Sơn và các địa phương khác đã huy động lực lượng để triển khai các phương án, đưa tàu thuyền neo đậu an toàn, chằng chống nhà cửa. Hiện trên địa bàn huyện Cát Hải còn hơn 2.000 khách du lịch, tại quận Đồ Sơn có 200 du khách. Đến 14 giờ ngày 5 tháng 9, Bộ đội Biên phòng Hải Phòng đã phối hợp kiểm đếm, thông báo về diễn biến của bão cho gần 1.800 phương tiện với 5.219 lao động, 173 lồng bè với 285 lao động, 24 chòi canh với 14 lao động. Nhằm chủ động ứng phó với siêu bão số 3, chiều 5 tháng 9, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thái Bình đã ban hành lệnh cấm biển, trong đó nghiêm cấm tàu thuyền ra khơi, dừng các hoạt động khai thác, nuôi trồng, đánh bắt thủy hải sản và các hoạt động khác ở khu vực cửa sông, ven biển và ngoài khơi từ 5 giờ ngày 6 tháng 9. Để ứng phó với bão số 3, tỉnh Nam Định tích cực thông báo, kêu gọi tàu cá đang hoạt động trên biển di chuyển khỏi khu vực dự kiến bão đi qua, chủ động đưa tàu cá về neo đậu tại các khu neo đậu tránh trú bão. Được tin của biên phòng rồi là ấy là thông báo là các ngư dân là phải chuẩn bị chống bão. Vậy là anh em trong tàu là cũng đang chuẩn bị là vào nơi trú đậu để chống bão. Tỉnh Nam Định hiện có hơn 1.700 phương tiện tàu thuyền với gần 5.300 ngư dân. Đến thời điểm này, toàn bộ tàu thuyền đã nhận được thông tin, số người trên các lều, chòi, trông coi đầm bãi đã nhận được thông báo về diễn biến hướng đi của bão. Dự kiến đến sáng nay 6 tháng 9, toàn bộ tàu thuyền sẽ vào nơi tránh trú bão an toàn. Ngoài ra, tỉnh Nam Định cũng chuẩn bị sẵn sàng lực lượng, phương tiện để cứu hộ, cứu nạn tàu cá, tài sản và ngư dân khi có yêu cầu. Tại Nghệ An, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An đã yêu cầu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân, Trưởng ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các huyện Quỳnh Lưu, Diễn Châu, Nghi Lộc, các thị xã Cửa Lò, Hoàng Mai, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản và Kiểm ngư và thủ trưởng các đơn vị có liên quan khẩn trương thực hiện các nội dung cấm các loại tàu thuyền và phương tiện vận tải ra khơi kể từ 5 giờ ngày 6 tháng 9. Các tàu thuyền đang hoạt động trên biển phải về bờ neo đậu để bảo đảm an toàn trước 16 giờ ngày 6 tháng 9. Các địa phương ven biển và các đơn vị liên quan sử dụng mọi phương tiện bằng mọi biện pháp thông báo cho tàu thuyền trên biển biết diễn biến của bão, hướng dẫn kêu gọi tàu thuyền về nơi tránh trú an toàn hoặc thoát ra khỏi vùng nguy hiểm. Hướng dẫn neo đậu tàu thuyền tại nơi tránh trú, tổ chức di rời, neo đậu lồng bè nuôi trồng thủy sản, nhà nổi, đảm bảo an toàn. Tại tỉnh Ninh Bình, Ninh Bình cũng đã chủ động ứng phó với cơn bão số 3 với phương châm 4 tại chỗ. Tính đến chiều ngày 5 tháng 9, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Ninh Bình đã thông báo đến tất cả 119 phương tiện với 267 thuyền viên về diễn biến và hướng di chuyển của bão, đồng thời thông báo cho toàn bộ 218 lều chòi với 374 lao động di rời vào nơi tránh trú bão. Về công tác di dân từ đê Bình Minh 2 đến đê Bình Minh 3 thuộc huyện Kim Sơn, tỉnh đã thông báo cho các nhân khẩu đang nuôi trồng thủy sản sẵn sàng di rời về nơi tránh trú an toàn. Tàu thuyền chúng tôi đã là bà con là chằng chống, chuẩn bị là dây chằng rồi là mọi sự thứ để cho nó có cái an toàn để tránh phòng chống cơn bão này.
Để đảm bảo an toàn cho người dân khu vực ven biển Kim Sơn, ngày 5 tháng 9, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện Kim Sơn triển khai các tổ kiểm soát tại các trạm biên phòng, các cống thuộc đê Bình Minh 3, đê Bình Minh 4 và đường ra Cồn Nổi bắn pháo hiệu cảnh báo bão, thông báo bà con ngư dân tạm dừng khai thác và sắp xếp neo đậu tàu thuyền tránh trú bão. Đối với cả đơn vị thì vẫn tiếp tục cử các cái tổ đội công tác chốt tại các cái điểm như cống C1, C2, C3, cống Điện Biên, rồi cửa đáy, cửa càn để tiếp tục kêu gọi bà con nhân dân vào khu vực tránh trú bão an toàn, cũng như là tổ chức lực lượng phương tiện ra các cái lều chòi nuôi ngao để tiếp tục kêu gọi bà con ngư dân vào bờ. Với phương châm 4 tại chỗ, Ninh Bình yêu cầu các sở ban ngành, đoàn thể, thành viên Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố rà soát tổ chức di dân ra khỏi vùng thấp trũng và có nguy cơ sạt lở đất. Tổ chức lực lượng tuần tra canh gác bảo vệ an toàn đê điều, hồ đập, khẩn trương triển khai phương án chống úng, bảo đảm an toàn cho lúa mùa, thủy sản, thoát nước trong các điểm, khu dân cư, khu đô thị, khu công nghiệp, sẵn sàng phương án bảo đảm an toàn cho người dân trong khu vực chịu ảnh hưởng.